Chào anh em. Hôm nay thằng Holo xin phép làm cái clip này để tổng hợp một số những cái dòng loa bãi. Chủ yếu sẽ giới thiệu những cái dòng mà hiện tại bây giờ anh em đang rất là ưa chuộng. Cái clip này thì anh em nào mà đang quan tâm những cái dòng loa đấy, những cái dòng loa mà nó có cái gọi là cái công dụng mà tương đối là đa năng, ví dụ như là vừa hát karaoke được, vừa nghe nhạc rửa được, thì em sẽ giới thiệu cho các bác và sẽ báo trong khoảng giá để anh em nắm tầm tiền. Hàng thì đang về thêm bởi vì em về rất là nhiều loại nữa. Anh em nào quan tâm thì mời qua địa chỉ số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội để xem chi tiết. Đây, các bác chụp ảnh màn hình cái địa chỉ này vào đây. Đây, các bác chụp ảnh vào và các bác lưu luôn số vào. Các bác có thể lưu âm ly loa bãi tại Hà Nội. Đây. Đấy. Thì trước mắt các bác để các bác chỉnh loạt đã. Để xem các bác thích những dòng gì. Thì lô này thì về rất là đa dạng. Và vẫn đang về tiếp. Đấy. Anh em nhớ nhé, nhớ đăng ký kênh. Đăng ký kênh này, subscribe đấy. Nhớ ấn vào hình cái chuông, hình nút cái chuông đó. Để những cái clip sau em sẽ test chi tiết những cái bộ âm thanh riêng như những clip trước em đã test đấy. Đấy, để báo về máy cho các bác để các bác xem riêng từng cái một. Đấy, cho nó tiện theo dõi. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu đến các bác cặp PN V12. Đây để thấy các bác thấy đây là một cặp em vừa về xong. Thì sẽ bọc rất là kỹ giấy giờ rồi xốp xước rồi giấy ở ngoài nữa. Thì đây bên trong của nó là như thế này. Đây là cặp Peter V12. Cặp này thì nó mới rộ khoảng độ 2 năm trở lại đây thôi. Còn trước kia thì nó ít. 2 năm trở lại đây bắt đầu nó đổ bộ về Việt Nam, gọi là nhiều thôi, nhưng thực ra nó cũng không phải là quá nhiều. Đây các bác có thể thấy. Đây là cặp Pioneer V12. Đấy, em quay ra thì các bạn nhìn về cấu hình của con này ấy, thì nó sở hữu 2 bát 25, các bác lưu ý 2 bát 25 và là 2 bát 25 là 2 bát thật, có loại thì là sử dụng bát cộng hưởng, còn đây là dòng 2 bát 25 thật. Cái 2 bát 25 thật và cộng hưởng ấy, thực ra thì chất tiếng thì nó một phần nhưng mà cơ bản nó liên quan đến cái chi phí sản xuất. Nếu mà cộng hưởng thì chi phí sản xuất lúc đầu nó sẽ rẻ hơn. Cái đấy là theo chi phí sản xuất lúc mới thôi. Dòng V12 này thì nó là một cặp loa phải nói là hát cực kỳ hay luôn. Và cái tầm giá của nó hiện tại thời điểm bây giờ tháng 5 2019 là giá ngoài 20 triệu. Các bạn lưu ý nhé. Con này nó sở hữu 2 bát 25. 4 loa chung. Em chỉ tay này. Một loa chung, hai loa chung, ba loa chung, bốn loa chung và bốn loa tép, một tép, hai tép, ba tép, bốn tép, hai loa bát 25, một bát, hai bát và đây là lỗ thở. Nhiều anh em thì hay bảo là sao lỗ thở con này nhìn nó thô, thì đúng thật là nhìn nó rất là thô. Bản thân con này thì nhà sản xuất người ta sản xuất ra là chủ yếu là để đóng căng chứ không phải mở căng. Đấy, thậm chí nó bắt vít căng, bắt vít từ đằng sau vào cơ. Đây khi đóng căng vào thì nó như thế này. Đấy, thì các bác nhìn, các bác hình dung ra. Đấy, đóng căng vào thì nó như thế này. Đấy, các bác nhìn không? Đấy, đóng căng vào thì nó sẽ như thế này. Căng rất là đẹp, chắc chắn, nực. Riêng cái đôi căng này không, nó nặng tương đương gần như một cặp loa giả này. Rất là nặng. Với cặp này thì nó sau khi về Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây thì nó gây tiếng vang rất là lớn.
vượt qua rất là nhiều những cặp loa. Nếu mà so sánh cùng tầm tiền ngoài 20 triệu thì bây giờ dòng này là dòng karaoke số 1 luôn. Em nhắc lại nó là dòng karaoke số 1 luôn nếu mà trong tầm giá ngoài 20 triệu. Còn chưa nói đến kể cả so sánh với những cái dòng loa khác, kể cả những cái dòng loa mà có giá hơn 40 triệu bây giờ là cặp Bo 601C3. Đó, 1C3 thành danh rất là lâu rồi, cho nên bây giờ giá là ngoài 40 triệu cặp vỏ vàng. Và với một cặp vỏ vàng bây giờ hạng đẹp, bây giờ có thể các bác có thể sở hữu được hai cặp viên V12. Đấy là một cái bài toán để các bác có thể tính toán để lựa chọn xem chơi nhà cho phù hợp. Còn với không gian để mà chơi thì chắc chắn là cặp V12 không gian chơi nó sẽ rộng hơn với cặp 601C3, khẳng định một điều như vậy. Cấu hình của 601C3 là gồm có 2 bát 20, 2 chung 2 tép. Đấy, con này thì là 2 bát 25, 4 chung 4 tép. Em chỉ cần sơ qua như thế thì các bác sẽ có cái nhận định chung. Đấy, khi nào mà các bác có ý định mua, ví dụ đặc biệt là dòng karaoke. Đây em đang tìm cho các bác cái hình ảnh của đôi C3. Thì mong muốn là gì? Mong muốn của em là trong cái clip này ấy, thì anh em mà chỉ cần xem một clip này thì có thể là hiểu được luôn và có thể là hình dung được là cái nhu cầu của mình đang thích và đang muốn sản phẩm gì. Các bác chờ em tí, em đang search cái hình ảnh của cặp 601C3 601 series 3. Đây rồi, đây nhá, đây là cái hình ảnh của cặp 601C3. Và vừa rồi em có báo với các bác là để các bác có thể so sánh, đây là cặp 601C3 gồm có 1 bát 20, 2 bát 20, 2 con chung, 2 con tép. Cấu hình của nó như thế và tầm tiền nó như thế, một cặp đấy bây giờ có thể sở hữu được tầm gần như hai cặp này. Đấy, các bác lựa chọn cho nó phù hợp với ngân sách. Đấy, đây là cặp Pioneer V12, em nhắc lại một lần nữa, nó có giá ngoài 20 triệu. Đấy là một cặp loa có dáng rất là bề thế, bề ngang nó khoảng tầm 40cm, chiều sâu thì cũng khoảng hơn 30, còn cao thì khoảng 1m2. Đấy là một cặp loa em muốn giới thiệu các bác. Kế tiếp là một cặp loa cũng rất là đẹp và có dáng tương tự với cặp V12, nó là dáng cây. Cặp này là cặp JBL. Với thương hiệu JBL thì cũng không có gì phải giới thiệu nhiều, bởi vì dòng này cũng thành danh. Thành danh ở đây là thành danh ở Việt Nam. Những cái cặp này thì nó về Việt Nam lâu lâu đời rồi, từ trước rồi, cho nên là dòng Bo và JBL luôn luôn có chỗ đứng ở anh em chơi audio wise. Cặp ES80 em đang quay cho các bác xem cái phần sau của nó. Cặp này nó sở hữu dáng tháp, nó cao gần bằng cặp Pioneer V12. Các bác cố gắng là nghe chi tiết những cái em giới thiệu thì có những cái nó sẽ liên quan đến nhau. Đây cặp V12, cặp ES80 thì cái thiết kế của nó không phải là thiết kế cổ điển như là những cái dòng loa khác, mà là vuông hết, nó sẽ làm theo kiểu hình phễu, hay còn gọi là giống như cái hình loa phòng thanh, là cái mặt trước của nó rộng hơn, mặt sau nó hẹp hơn để nó khuếch đại âm thanh ra. Các bác hình dung nó khuếch đại âm thanh ra, nó giống như cái loa ngày xưa cũ hay cầm loa ấy. Nó chỉ cần cái đầu thì nhỏ, miệng nó to ra thì nó khuếch đại âm thanh ra. Thì cái thiết kế mặt cắt của cái dòng S80 này nó cũng vậy. Và cặp này sở hữu hai lô bát, một chung, và các bạn có thể thấy nó tép thì nó cũng là hai tép, một con tép và một con siêu tép, rất là chất lượng. Điều này để thấy rằng dòng S80 này thì dành cho anh em chơi được rất là đa dạng dòng nhạc khác nhau, bởi vì hai cái giải mà khá là quan trọng, khá là xử lý khó của một đôi loa, đấy là tép và bát, thì người ta đều sử dụng kép.
kép ở đây là gì? Tép kép, bát kép. Và cặp này có một cái ưu điểm, đấy là nó sử dụng gân cao su. Ưu điểm và hai nữa là gân này là gân zin, rất là đẹp. Về giá của cặp này thì có giá trên 10 triệu. Chi tiết thì mời các bác alo cho số máy này 0983698887. Các bác đang theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Đấy. Mời các bác quan tâm đến cặp này thì xin mời điện thoại. Còn chi tiết tách kép tép từng cặp một, ví dụ như cặp V12 hoặc là cặp E80, các bác có thể lật lại những clip trước, nó giới thiệu rất là nhiều. Cơ bản dòng loa cây thì sẽ giới thiệu hai cặp này. Đấy, kế đến là em sẽ giới thiệu cho các bác những cái cặp loa thùng rất là đình đám. Đầu tiên phải nói đến cặp cặp Peeler F922. Cặp này rất là đẹp. Hiện tại bây giờ Thắng Audio có 3 cặp trên 12. Đây là một cặp. Đây là một cặp đấy. Rất là đẹp. Các bác nhìn thấy vỏ gỗ là nhìn có thể chất rồi. Vỏ gỗ thì đã thấy rất là chất lượng. PLS922 thì cấu hình của con này nó là sở hữu một bát 26 mặt điện và một bát 36 là bát cộng hưởng. Con số lẻ ở đây thể hiện là nó là dòng ấy thôi. Nó sở hữu inch nên nó sẽ lẻ như thế. Cặp PLS922 này thì tiếng vánh rất là phê. Tầm tiền thì là ngoài 20 triệu. Đấy. Nhưng mà để các bác ngắm nhiều con này. Cấu hình con này thì các bác có thể chơi những cái cặp loa những cái dòng âm ly piano, đặc biệt những cái dòng mặt trắng cũng được. Còn nếu các bác có những cái dòng công suất lớn, thường những cái dòng piano mặt đen công suất lớn ấy, như dòng 717, 838. Đấy. Thì nó âm sắc nó sẽ không như những cái dòng mặt trắng này. Âm sắc nó sẽ hẹp hơn. Nó chủ yếu thiên về lực, cho nên nếu mà muốn nghe hay thì các bác có thể bố trí một con equalizer và một vàng rất là hay. Đấy, đấy là cặp loa PL rất là chất lượng. Kể đến là cặp Capture 1001 nhé. Anh em lưu ý là cặp 1001. Nếu mà ôn kêu thì nó có những cặp thường. Đây là những cặp thường này. 77FX, 77FX 2 La Mã. Đấy, rồi 77, đây là 77. Là những cặp gọi là thường phổ thông. Đấy, thì đây là cặp Capter 1001. Thì nó sản xuất sẽ là những cái dòng thường, sau đến những cái dòng monitor. Xong lên cao nhất của những cái dòng và vỏ simi dày như này ấy, thì nó là Scepter 1001. Cặp này thì rất là khủng long. Nó có trọng lượng một chiếc là 49 kg. Anh em lưu ý nhé, nhấn mạnh lại một chiếc của nó là 49 kg. Đây là tên của nó, Scepter 1001. Cặp này vì nó quá nặng cho nên là mỗi chiếc để một giá. Made in Japan 4 ô. Con này tiếng nó đánh thì các bác hiểu là nó xếp trên cả những cái dòng monitor thì các bác hiểu rồi. Đây là chữ nó bằng đồng này. Nó khắc chìm vào trong cái gỗ này. Rất là chất lượng. 49 cân, cặp này có giá ngoài 20 triệu. Kể đến nữa là một cặp loa, một hãng đi. Hãng loa Sherwin Vega của Mỹ. Mà lần này em về khá là đa dạng mẫu. Đấy. Mà bây giờ thì anh em chơi không thể bỏ qua được những cặp này. Đấy. Đầu tiên là cặp Sherwin Vega. Đấy. Có biệt danh là dòng 340 rẻ nhất miền Nam. Cặp này thì ngoài 20 triệu. Cái cấu hình của nó 340 mà ngoài 20 triệu thì anh em phải hiểu nó rất là hiếm. Cặp này nó sở hữu một bát 40, một loa chung, một loa test. Các bác nhìn trước mặt và thêm một con tép đằng sau nữa. Đấy. Và nó là tép kèm. Các bác lưu ý nhé, tép kèm nhé. Và chỉ có duy nhất cái dòng này là dòng bát 40, trong tầm tiền trên 20 triệu. Và đây có một cặp nữa cũng là bát 40, Sherwin Vega. Cặp này là cặp dòng U ấy.
Đây là U351, cũng là bát 40. Con này cũng khủng long luôn. Và tầm tiền con này cũng trên 20 triệu. Giá rất là hợp lý. Với một cặp loa Shelby Mega Mỹ bát 40 nhé. Cặp này, những cái cặp em vừa giới thiệu với bác là dành cho những cái bác nhà có không gian rộng. Đấy, kê cấy được. Tiếp theo một cặp không thể không nhắc tên, đấy là cặp Sony G7. Cặp này thì cũng có giá ngoài 20 triệu. Cặp này sở hữu bát 40. Cặp này về thì đẹp long lanh luôn. Nếu các bác nào mà quan tâm đến kênh YouTube của Thằng Audio thì có xem một clip năm ngoái. Đấy, bản thân phòng khách của em cũng sử dụng một cặp Sony G7. Thì cặp này thì nó đẹp như cái cặp đấy luôn. Đây, gân nó gân zin, bát 40, gân zin, gân tầm dầu. Vẫn còn ướt, vẫn còn mọng. Những cái cặp mà gân vải tầm dầu mà nó còn ướt mọng như này thì từng bát nó sẽ mềm hơn. Đấy, so với những cái cặp mà gân nó khô, nó cứng thì cái độ đàn hồi của bạn nó sẽ kém hơn. Đàn hồi tức là cái độ nhạy, cái độ ra vào của bác, hành trình của bác nó sẽ kém hơn. Đây, các bác nhìn là chung cũng rất là chất. Chung nó cũng có một lớp gân tẩm dầu. Đã còn rất là mượt mịn. Cặp này thì cũng nặng khoảng 1 tạ, cao 1 mét. Cậu Huỳnh cũng rất là khủng. Cặp này thì các bác là xem clip trước, ghép về bộ của em chơi vừa nghe nhạc vừa hát luôn. Đây có một cặp loa rất là rẻ nữa, trên 10 triệu, các bác có thể sở hữu được cặp bát 40 Realistic Mark 1, cấu hình rất là gồ. Một bát 40, một trung kèn, một tép, có giá trên 10 triệu. Đấy, cơ bản là giới thiệu những cặp loa chất, không phải chất mà những cặp loa gồ. Đây là một cặp Shelfin Vega 150, bát 40 của Shelfin Vega đây. Cặp này thì ngoài 30 triệu. Chứ nó không có giá trên 20 triệu như những cặp này. Shelfin Vega bát 40 rất ít cặp mà dưới 30 triệu. Chủ yếu là trên 30 triệu. Đây là một cặp khủng long. Ngoài ra những cái cặp bình dân này thì rất là nhiều. Trong hàng bình dân thì em chỉ giới thiệu một cặp duy nhất mà rất là đáng sưu tầm sở hữu, đấy là cặp đàn ông R88, nhưng mà lại là 88Z. Anh em nào đã chơi dòng loa đàn ông 88 nhé, hoặc là thích những cái dòng loa Unco D7X ấy, thì trong lô này thì anh em lên để ý đến cặp này, đàn ông R88Z bát 32. Con này rất là nặng, đôi này nặng, hình như em nhớ không nhầm thì nặng hơn cả 772X. Con này là màng carbon và tầm tiền của nó là trên hơn 10 triệu. Con này để em kiểm tra, nó là gân vải và gân vải đương nhiên là zin này, màng carbon đúng là chất carbon cross. Nhưng mà sợi là to hơn, nhìn nó rất là chắc chắn, là không sợi là không nhỏ như những cặp này. Đấy, sơ qua những cái cặp loa mà phải nói là nên giới thiệu riêng cho các bác. Đấy, ngoài ra thì những cái dòng nhỏ Bo 301 trơn, series 2 rồi 501 đây thì em vẫn về thêm để phục vụ anh em. Và đặc biệt có những cái dòng loa âm ly, dòng đài mà để phục vụ các bác, đài kỷ niệm sinh nhật hãng, những dòng đài 7.000, 3.000 rất là đẹp. Và riêng luôn, đặc biệt có một bộ dàn, tí nữa em sẽ làm riêng bộ dàn, bộ này có màn hình riêng. Ok, clip này xin phép kết thúc tại đây. Các bác là quan tâm đến những sản phẩm gì có thể chụp ảnh màn hình lại và hỏi, gọi điện cho số này hỏi kỹ mã giúp em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.